em có sợ cái giai đoạn mà mình đã từng trải qua cùng với vợ? Rất sợ. Lúc đó em có nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra không? Có chị. Và em có chuẩn bị cho điều đó không? Em nghĩ là nếu nó xảy ra, mình có thể đối diện được không? Khó. Cái ngày mà em vô sanh á, thì vào là xét nghiệm các thứ xong là em thấy ai cũng được thăm khám hết á, chỉ có em là không ai dám thăm khám. Có vị bác sĩ với nó, bà đó hả? Thôi, đụng vô bà lỡ mà gì ra cái là thôi cấp cứu chạy không kịp. Em không phải thăm khám gì hết. Tinh thần phải thét dữ lắm, chuẩn bị. Là lúc đó ở trong cái phòng đó rồi em mới bắt đầu khóc. Chứ suốt thai kỳ là em chuẩn bị tinh thần rồi, là vui vẻ vô cùng. Bắt đầu sợ. Tại vì bắt ảnh phải vô, gọi điện anh đang kẹt xô này kẹt xô kia, anh không vô được mà để vô để làm gì? Vô để ký 5 tờ giấy là nếu em có chết, có tử vong hay gì đó là không kiện tụng, không được kiện tụng cái gì hết. Chị xin phép chị hỏi cái này chút. Dạ. Trong cái cuộc sinh thứ ba này nè, thì có bộ phận nào trên cơ thể của em nó không được bảo tồn nữa không? Dạ có chứ ạ. Em phải cắt tử cung, cắt bỏ tử cung. Nói chung là em phải vô tới 10 bịch máu lận. Sáng đó là 5 giờ sáng đưa vô 5 người. Mà em còn nhớ em bình tĩnh dữ lắm. Các bạn đó là gục ngã hết á. 5 người bị gọi tên như đi xử bắn. Và sau đó trở đi là coi như là thần kinh khép và chuyển về đây. Từ 5 giờ sáng mới tới 5 giờ chiều lận. Lấy ven máu rất là lâu. Và em nhớ là câu cuối cùng là em chớp mắt luôn á, nhắm mắt luôn là xin được bình an thôi. Và chiều đó 5 giờ em thấy em mở mắt ra, là em nói là em sống rồi đó. Nhưng lúc em không biết là em đã mất đi một phần thân thể và em phải thay 10 máu. Thì lúc này là bệnh viện là rất là đông. Em tỉnh dậy là em thấy chị y tá đứng dưới chân em, còn cái bác mà trưởng khoa đó là người hay kêu xô em dưỡng muốn là nắm tay em bên hông. Sống rồi Nhã ơi, sống rồi, em sống rồi. Anh mới nói với em là em yên tâm vậy. Bây giờ chỉ còn một cái phòng đặc biệt nhưng mà giá cao nhất bệnh viện luôn, thì em có lấy không? Thì em cũng có một chút suy nghĩ. Bây giờ em đã ba con rồi, em làm gì trước khi em cũng cân nhắc hết. Thì cái chị ở dưới chân ấy nói em ơi em còn cân nhắc còn suy nghĩ gì nữa, em sống được cả một phép nhiệm màu rồi Nhã ơi, 10 bịch máu rồi, tiền máu không là mười mấy triệu rồi, bây giờ tiền phòng nữa mà còn suy nghĩ nữa, thôi cứ lấy một cái phòng cho thoải mái. Để cho ông xã nghỉ ngơi, thấy anh Phúc cũng coi như là anh tiều tụy lắm rồi, nên là thôi lấy đi Nhã, chị đăng ký nha. Chị xin lỗi nha Nhã, em hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 84 á. Mình bằng tuổi nhau. 35 hay 36 nữa, 35. Bởi vì tại sao chị hỏi biết sao không? Chị nhìn em là chị biết tuổi em là trẻ nè và đầy thanh xuân sức sống nè, mà sao em tỉnh táo và em mạnh mẽ mà em suy nghĩ không phải cho bản thân mình nữa. Cái đoạn mà sống chết vậy, mở mắt ra nhìn biết bác đó hay kêu xô mình múa nữa. Nghĩ tới con, nghĩ tới nghề nghiệp và nghĩ tới chồng, ông này phải có chỗ nghỉ ngơi nữa. Em nghe những cái câu chuyện mà vợ kể ngày hôm nay thì chị đảm bảo là không thể nào mà em quên được trong cái cuộc đời làm chồng làm cha của mình, phải không? Đúng rồi. Và bây giờ nếu hỏi nữa thì câu chuyện của vợ chồng em sẽ là cả một cái bản trường ca về hôn nhân cho những người nào mà đang đứng ở cái ngưỡng cửa hôn nhân, và những người đang có hôn nhân mà gặp cái khó khăn gì đó, chị nghĩ là họ cần nên xem cái chương trình này, tiếp cận với câu chuyện của tụi em để có thêm cái sức mạnh để vượt qua những cái khó khăn đó.